Đồ Gỗ Kỳ Bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 15 tháng 6 năm 2020. Và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi thì chúng tôi đang bốc xếp và chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà anh Thọ một chiếc đồng hồ tứ trụ kiểu vát, mẫu cao 2m1 bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Và anh Thọ có về trực tiếp tại xưởng để ký duyệt cũng như đặt mua một combo bộ sản phẩm bao gồm là một chiếc đồng hồ tứ trụ và một cặp lục bình phong thủy hàng cao 1m6 với đường kính bụng là 48 và được chế tác lục lạp liền phối 100% bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Và hiện tại thì thời tiết đang rất là mưa các bạn nhé, rất là mưa. Và bên trong thì cơ sở chúng tôi còn rất là nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất như là bộ trường kỷ làm theo đơn đặt hàng cũng như là theo yêu cầu của một anh khách hàng trong Hà Tĩnh, đó là anh Tuấn. Và cái sản phẩm đồng hồ thì chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ, và chúng tôi có cả những cái sản phẩm để mộc thô để khách hàng có thể về trực tiếp tại xưởng để ký duyệt từ phần mộc. Và hiện tại cũng là nửa cuối năm 2020 thì cơ sở chúng tôi có hoàn thiện sẵn một số sản phẩm như là kệ tivi, tủ rượu góc, đồng hồ và một số các sản phẩm bàn ghế để khách hàng có thể về trực tiếp tại xưởng và có nhu cầu muốn sở hữu nhanh thì có thể về ký duyệt và đặt mua, và chúng tôi sẽ bàn giao luôn trong ngày khách hàng nhé. Và các sản phẩm đồng hồ thì chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7, một dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Nó đưa ra mắt một mặt hàng có chất lượng cực kỳ là cao và chúng tôi là có chế độ bảo hành là đầy đủ cho khách hàng. Đó, bảo hành đầy đủ cho khách hàng về chế độ hậu mãi cũng như là chế độ bảo hành. Và những cái sản phẩm đồng hồ thì chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ cả nhá, rất là kỹ càng. Và khách hàng là có điều kiện ở gần thì có thể bớt một chút thời gian về trực tiếp tại xưởng ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan mua sắm. Và hotline cũng như là số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ đó là 0968824040 và 0868824040. Và cơ sở chúng tôi là ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và khách hàng có thể tham khảo những cái mẫu đồng hồ mà chúng tôi đưa ra mắt thị trường đều là những cái sản phẩm đồng hồ hàng chất lượng cao các bạn nhé, và có chế độ bảo hành rất là đầy đủ, và hơn nữa là chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ càng, nó rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7. Và video clip chúng tôi xin tạm dừng khép lại tại đây, và chúng tôi đã chuẩn bị là sẽ bàn giao cho gia đình nhà anh Thọ, anh đến từ Việt Yên, Bắc Giang. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Vâng, chào mừng quý khách đã quay trở lại kênh YouTube giới thiệu sản phẩm bên xưởng gỗ Kinh Bắc. Và sau quá trình là bốc xếp cũng như là chuẩn bị khâu bàn giao thì chúng tôi đã có mặt tại gia đình nhà anh Thọ ở Việt Yên, Bắc Giang để bàn giao cho gia đình nhà anh một combo bộ sản phẩm bao gồm một cặp lục bình phong thủy hàng cao 1m6 với đường kính bụng là 48 và được chế tác lục lạc liền khối 100% bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi. Sản phẩm này thì cơ sở tôi đang chào bán với giá là 21.500.000 đồng và có hỗ trợ quý khách là 30 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và trong phong thủy thì lục bình đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài tài lộc về cho gia chủ. Và hơn nữa là chúng tôi là hàng hoàn thiện rất là kỹ càng và chọn lọc gỗ là hàng tâm im ruột nhỏ. Và toàn bộ những cái đường vân thở gỗ đều là vân thật gỗ tự nhiên. Và chúng tôi đã bàn giao cũng như là kê vào đúng vị trí không gian phòng thờ và gia đình nhà anh Thọ nhá. Và hai bên bàn thờ thì chúng tôi là kê hai chiếc lục bình hàng cao 1m6 với đường kính bụng là 48 và được chế tác lục lạc liền khối 100% bằng chất liệu là gỗ hương đỏ Nam Phi với những đường vân thở gỗ phải nói là vô cùng và tuyệt vời nhá, vô cùng tuyệt vời, với giá là 21.500.000 đồng. Và chất liệu gỗ hương đỏ là một dòng gỗ có tính chất ổn định cực kỳ là cao, không lo mối mọt, không lo cong vênh, không lo mối mọt, không lo cong vênh, và hơn nữa là nó có một mùi hương cực kỳ đặc trưng, rất là thơm ấy nhá, rất là thơm. Và khách hàng để chiêm ngưỡng được toàn bộ những cái đường vân thở gỗ đều là vân thật gỗ tự nhiên, gọi là hàng lục lạc liền khối 100%, rất là đẹp. Với tổng kích thước từ mặt đất cho đến phần miệng bình là 1m57 theo thước số đỏ lô ban và đường kính bụng là 48 các bạn nhá, và đường kính bụng là 48. Và khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái không gian gia đình nhà anh Thọ đó. Một chiếc tủ thờ và bên cạnh đó là hai quả lục bình. Và anh Thọ đã đặt mua là một chiếc đồng hồ tứ trụ kiểu vát mẫu là cao 2m1 bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Và cái sản phẩm này thì cơ sở chúng tôi đang chào bán với giá là 11.500.000 đồng. Nó hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn là GO7 và lắp mặt tròn số là mã, và bên dưới là bố trí một con lắc và ba quả tạ các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì cơ sở chúng tôi là lắp phụ kiện bằng nhôm. Về cái phần bệ thì chúng tôi làm có tổng chiều rộng là 87 phân và sâu là 40 phân, và họa tiết chính là đục hoa lan tây.
Nó toàn bộ cột là phần cột chặt kim cương và là cột liền nguyên khối này nhá, cột liền nguyên khối. Tứ trụ kiểu vát mẫu cao 2m1 bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, hoàn thiện rất là kỹ càng trên nền sơn gấu 7 thì chúng tôi đang chào bán với giá là 11.500.000 đồng. Và tổng đơn hàng của anh Thọ thì chúng tôi đang bán một cặp lục bình với giá là 21.500 và một chiếc đồng hồ tứ trụ với giá là 11.500 và tổng đơn hàng là 33.000.000 đồng. Và chúng tôi đã bàn giao cũng như là lắp đặt vào đúng cái vị trí nhà anh yêu cầu đó, rất là đẹp hả nhá. Và chúng tôi xin tạm dừng khép lại video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.